Trân trọng kính chào quý tôi con Chúa. Chúng ta một lần nữa rất là vui trở lại với nhau qua hành trình xuyên suốt Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ hoàn tất Samuel thứ nhất đoạn 31 và chúng ta sẽ hoàn tất luôn Samuel thứ nhất. Đó là điều chúng ta vui tạ ơn Chúa. Tuy chúng ta có những cái gập ghềnh, có những đoạn khó hiểu, có những đoạn dễ hiểu, có những đoạn không được trọn vẹn cho lắm. Tuy nhiên tất cả chúng ta đều chỉ với mục đích là làm quen với lời của Chúa mà thôi. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa đến hôm nay chúng ta đã đi đến Samuel thứ nhất đoạn 31 rồi. Chúng ta vui. Bây giờ chúng ta cầu nguyện cảm ơn Chúa rồi chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh này. Lạy Chúa, chúng con rất là vui, cảm ơn Ngài Chúa cho chúng con đến được cái giai đoạn mà đã hoàn tất được sách Samuel thứ nhất. Con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con cứ liên tục giữ mình ở trong lời của Chúa, không cách này cũng cách nọ. Rồi chúng con cũng hoàn tất được một số sách ở trong Kinh Thánh. Con nhân danh Chúa, xin Chúa tiếp tục soi sáng cho chúng con thần khôn ngoan trong sáng và thần của lẽ thật. Xin ban ơn cho để chúng con cứ hết lòng tin cậy nơi Chúa và bước đi cách hẳn hoi ở trước lời của Ngài. Con cảm ơn Cha rất nhiều. Con dâng phó tất cả chúng con trong ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Rồi, bây giờ chúng ta đọc Samuel thứ nhất, đoạn 31. Như chúng ta biết, tiêu chí đơn giản của chúng ta đó là đọc lời của Chúa và làm quen với Kinh Thánh mà thôi. Còn Chúa cho chúng ta dừng lại ở đâu, thì chúng ta dừng lại ở đó. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta thì giờ này. Bây giờ người Philistine giao chiến với Israel. Người Israel bỏ trốn trước mặt quân Philistine. Nhiều người bị giết chết, ngã chết trên núi Gilboa. Người Philistine bám sát Saul và các con trai ông. Họ giết Jonathan, Abinadab và Malchishua là các con trai của Saul. Thế trận trở nên khốc liệt cho Saul. Lính bắn cung nhận ra và bắn trúng vua, nên vua bị trọng thương. Saul nói với người vác khí giới của mình: "Hãy rút gươm ngươi và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta và lăng nhục ta." Nhưng người vác khí giới không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế Saul lấy gươm và tự sấn mình trên mũi gươm. Khi người vác khí giới của Saul thấy vua đã chết, thì cũng sấn mình trên mũi gươm và chết theo. Như vậy, Saul với ba con trai, người vác khí giới và tất cả những thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy. Đọc cái này thấy buồn quý vị ha. Một vị vua được Chúa chọn, Chúa sức giàu để là cai trị dân Israel. Đến nay đã 40 năm mà cai trị ở trong một cái tinh thần, trong một cái tâm tình. Những ngày đầu rất khiêm nhu, Chúa có ban phước. Nhưng sau đó vì lòng ganh tị, sau đó đã không tiếp tục vâng lời Chúa, không còn khiêm nhu, không còn đầu phục Chúa nữa. Và bao nhiêu lần Chúa cáo trách, nhưng rồi bao nhiêu cơ hội ông đã bỏ qua. Để rồi cuối cùng lại, ông đã đối diện với một cái hậu quả của sự không vâng lời. Đó là Chúa đã rời khỏi ông và chọn David thay thế. Nhưng trong sự nhân từ của Chúa, Ngài vẫn để ông làm vua.
mặc dầu đã sức giàu cho David. Nhưng trong những ngày mà Saul còn sống trong ân điển của Chúa, thì Saul đã không nắm bắt được những ân điển đó. Phải nói một cuộc đời rất nhiều cơ hội để sửa mình. Đó là cuộc đời của Saul. Mà Saul đã chọn cái cách không chịu sửa. Chỉ chọn cái cách hối hận nhiều lần, nhưng không ăn năn được, không đầu phục Chúa được. Vì vậy, đọc cái chỗ này mình thấy rất là tội nghiệp cho một con người có quá nhiều cơ hội, nhưng rồi không bắt lấy cơ hội nào. Thậm chí ngay cái lúc cuối cùng này cũng không bắt lấy một cơ hội để ăn năn đầu phục Chúa, mà tự sắn mình trên gươm và chết đi. Cho đến lúc cuối cùng rồi mà Saul vẫn tập trung vào cái bản ngã của chính mình. Chỉ biết là sợ người ta gọi là cái tử gọi là lăng nhục mình. Một con người khước từ Chúa, đã bị Chúa khước từ, không thấy được sự sỉ nhục đó, không thấy được sự nhục nhã đó, không thấy được cái đau đớn đó, mà đằng này lại chỉ tập trung vào cái việc rằng là sợ những người không cắt bì kia làm nhục mình. Chỉ sợ vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng cuộc đời của Saul chỉ biết đối diện với kẻ cả lúc chết, cũng chỉ là những thời gian của sự nhục nhã mà thôi. Từ từ mình đọc nữa mình thấy. Nên tại chỗ này mình rút ra nhiều cái bài học cho chính mình. Bài học đầu tiên là về cái sự lãnh đạo yếu kém của Saul, đã dẫn đến một cái hậu quả rất là nghiêm trọng. Vua Saul đã không còn được Chúa ở cùng nữa. Và cái lý do Chúa rời khỏi ông là bởi vì ông không vâng lời Chúa. Nếu mình đi trở lại Samuel thứ nhất đoạn 15 thì mình hiểu điều đó. Nhưng từ Samuel thứ nhất đoạn 15 cho tới thời điểm này, Saul được rất nhiều cơ hội để sửa lại, nhưng Saul đã không chọn cái cách đó. Và tại chỗ thời điểm này, trong cái trận chiến này, đứng trước sự lãnh đạo yếu kém của ông, đã dẫn đến một cái chỗ gọi là thất bại toàn diện. Thất bại toàn diện. Cho nên không chỉ mình ông thất bại, mà cả ba con trai của ông nữa. Những người có thể tiếp nối ngôi vị của ông cũng thiệt mạng một cách lại rất là nhục nhã. Điều này cho thấy rằng là cái tầm quan trọng của việc sống theo ý của Chúa hay là sống đúng theo lời của Chúa, nó khiến chúng ta trở nên một người lãnh đạo vững vàng trong mọi hoàn cảnh. Chứ không phải là sự khôn ngoan để chúng ta lãnh đạo trong từng hoàn cảnh. Saul có thể rất giỏi tại đây. Ông rất giỏi về chinh chiến. Nhưng Saul không có lời của Chúa và không có sự đồng hành của Chúa. Vì vậy cho chúng ta thấy rằng cái sự lãnh đạo nó không đến bởi sự khôn ngoan hay là khả năng mà mình có được. Nhưng cái sự lãnh đạo vững chắc nó nằm ở trong lời của Chúa, chứ nó không phải nằm ở trong khả năng của mình. Vì vậy tại chỗ này cho chúng ta rút ra một bài học.
từ cá nhân của mình, từ gia đình của mình, từ trong hội thánh của mình, từ trong tổ chức của mình. Tất cả những khía cạnh này, tất cả những chỗ này đều cần có leadership, đều cần có lãnh đạo. Nhưng cái lãnh đạo của một người đầu phục lời Chúa và vâng theo lời Chúa, nó sẽ rất khác với một người lãnh đạo dựa trên khả năng của mình. Vì vậy tôi thiết tha kêu gọi dân sự của Chúa khắp nơi cầu nguyện cho những lãnh đạo của mình, từ trong hội thánh, trong gia đình, từng cá nhân đến quốc gia của mình. Ước ao rằng mình có một cái quốc gia mà những người lãnh đạo thật sự đầu phục lời của Chúa và sống vâng theo lời của Chúa. Bởi vì nếu chúng ta sống lãnh đạo mà theo cái cách của mình đó, thì không sớm thì muộn thì chúng ta cũng sẽ phải bị cuốn hút vào những cái nguyên tắc của thế gian này. Cho nên chúng ta cầu nguyện xin cho chúng ta học cái bài học này. Ở trong hội thánh cũng vậy, ở trong giáo hội cũng vậy. Nếu lãnh đạo mà không thật sự lãnh đạo bằng lời của Chúa, không thật sự đầu phục lời của Chúa trong cái cách lãnh đạo của mình, thì không sớm thì muộn, chính mình cũng sẽ thất bại trong ê chề, mà dân sự Chúa cũng thất bại trong nhục nhã. Cho nên mình đi theo lãnh đạo mà đi theo bản năng của mình, lãnh đạo mà đi theo cái cung cách của mình, lãnh đạo mà đi trong cái sự suy nghĩ và khả năng, sự hiểu biết của mình, sự khôn ngoan của mình, thậm chí cả kinh nghiệm của mình, thì tất cả chúng ta đều sẽ lụng bại ở trong cái hướng đi đó. Vì thế ở tại đây, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta học cái bài học thất bại ê chề của Saul tại đây. Thế hầu chúng ta thấy được rằng chúng ta cần phải thay đổi cách nào đó để đầu phục lẽ thật, chứ không phải chúng ta dựa trên khả năng của mình. Ở tại đây thậm chí không những chính Saul chết, mà ba người con của ông là những người kế tự cũng mất luôn. Có nghĩa rằng cả một vương quốc không còn gì nữa. Cho nên hoàn toàn tiệt diệt, hoàn toàn tiêu diệt ở tại đây. Nó phải bằng thay thế một bằng một cái gì đó mới. Cho nên mình thấy được cái sự lãnh đạo chỗ này, nó thất bại hoàn toàn từ mọi phương diện. Vì vậy một bài học thực tế để chúng ta áp dụng mà trong cuộc đời của mình đó, là một nhà lãnh đạo không chỉ cần tài năng của mình, mà còn có cái đạo đức và cái sự kính sợ Chúa nữa. Khi lãnh đạo mà không vâng giữ cái nền tảng đạo đức dựa trên lời của Chúa, thì hậu quả sẽ đến một cách rất là tàn khốc. Và nó không những ảnh hưởng chính mình, mà nó còn ảnh hưởng đến những người, cái thế hệ kế tiếp. Và đặc biệt nếu trong gia đình của chúng ta, một người lãnh đạo trong gia đình mà không thật sự đầu phục Chúa, không kính sợ Chúa, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ đối diện với một cái hậu quả rất kinh hoàng ở trong gia đình của mình. Vì vậy nhờ ơn Chúa giúp chúng ta để nhận biết cái vai trò này ở trong đời sống của mình, để rồi mình không rớt như là Saul đã rớt ở tại đây. Rồi mình thấy ở tại đây là Saul khi bị thương rồi ông làm gì? Ông biết mình không còn một cơ hội nào sống sót nữa, và ông đã yêu cầu người vác binh khí của ông làm gì? Giết ông đi, để tránh cho sự sỉ nhục từ dân Philistine đến, giết ông. Khi người vác binh khí từ chối thì Saul đã tự sát. Cái quyết định của Saul ở trong cái chỗ tuyệt vọng này
và cái nỗi sợ, và do cái nỗi sợ vì sỉ nhục danh dự của mình. Ông vì danh dự của mình hơn là vì ông đặt lòng tin của mình vào Chúa. Thưa quý vị, suốt cả cuộc đời của Saul, từ khi những ngày đầu, những năm đầu lên làm vua ở dưới sự ảnh hưởng của Samuel và còn vâng theo lời Samuel, thì Saul còn có những kết quả tốt. Nhưng từ ngày ông không vâng lời Chúa và không vâng lời Samuel, và Samuel cũng khước từ và Chúa cũng khước từ ông, thì ông bắt đầu chỉ sống cho danh dự của mình mà thôi. Bởi vì cái bản ngã của mình, bởi vì sống cho mình, tập trung vào cho mình, cho nên Saul không còn đặt cái niềm tin của mình nơi Chúa nữa. Và ông không còn tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa được nữa. Vì vậy, đứng trước những cái sự sỉ nhục cho danh dự của mình, Saul đã không còn tìm đến Chúa ngay cả lúc cần nhất của ông. Vì vậy, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương chúng ta. Trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời mình, chúng ta không nên để những cái nỗi sợ hãi, những cái nỗi tuyệt vọng ở trong cuộc đời của chúng ta, nó chi phối cuộc đời của chúng ta. Thay vào đó chúng ta làm gì? Chúng ta tìm kiếm đến Chúa và trở về lại và giữ niềm tin ở trong Chúa và tìm kiếm sự nâng đỡ từ nơi Ngài. Thay vì tự mình kết liễu cuộc đời của mình, thì hãy đầu phục Chúa và trao trọn cái quyền sự sống này ở trong ơn của Chúa. Và ăn năn sửa lại những gì có thể sửa được ở trong cái lúc mà gọi là tột cùng nhất của mình. Ngày hôm nay có thể mình chưa đối diện với cái tột cùng của mình, nhưng rồi đâu đó chúng ta sẽ phải đối diện với nó. Nó cũng có thể sớm mà nó cũng thể có thể muộn, và nó cũng có thể rất muộn ở trong cuộc đời của mình. Nhưng dầu cho nó ở mức độ nào, thời điểm nào đi nữa, thì ngay trong những cái hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời chúng ta, thì cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta không phải vì những cái nỗi sợ đó, những cái tuyệt vọng đó, mà chúng ta có những cái quyết định sai lầm ở trong cuộc đời của mình thêm nữa. Bởi vì cả cuộc đời của Saul có quá nhiều ngày sai lầm rồi. Bây giờ nếu tiếp tục sai lầm nữa thì không còn gì để nói. Nhưng thực chất là Saul đã tiếp tục sai lầm. Vì vậy, nếu chúng ta không muốn đi vào cái vết xe đổ của Saul, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu chúng ta. Ngay trong lúc này, còn có cơ hội để trao dồi được sự tin kính, hãy làm việc đó. Để trong cái chỗ tuyệt vọng nhất, khó khăn nhất của cuộc đời của chúng ta, chúng con ta cần còn đủ năng lực thuộc linh để quyết định chọn Chúa, để quyết định tìm đến Chúa, để quyết định trở lại với Chúa. Nếu không, chúng ta rơi vào cái chỗ khó khăn nhất, cái chỗ tuyệt vọng nhất của cuộc đời mình, chúng ta sẽ không còn cơ hội như chính Saul đã đối diện ở tại đây. Vì vậy, chúng ta cầu xin Chúa cứu chúng ta ở trong cái trường hợp này. Cái điểm mà tôi thấy nữa là cái người vác binh khí. Cái người vác binh khí cho Saul, vì lòng trung thành với vua, cho nên ông cũng khi thấy Saul đã tự sát thì ông cũng tự sát luôn. Ông cũng tự chết luôn. Thưa quý vị, trung thành là một cái đức tính tốt. Nhưng trong trường hợp này, trung thành mù quáng để tự mình kết liễu cuộc đời của mình một cách không cần thiết như vậy. Thưa quý vị, đây là một trong những cái mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta trung thành với sự khôn ngoan, chứ không phải trung thành trong sự mù quáng.
Ngày hôm nay có rất nhiều người trung thành trong sự mù quáng. Trong cái sự mù quáng đó, để rồi mình sẽ đi vào chọn lựa những cái quyết định dẫn đến những quyết định rất là không cần thiết ở trong đời sống của mình. Tôi không biết rằng là ai đó trong chúng ta đang thật sự trung thành một cách mù quáng hay không. Nhưng thưa quý vị, nếu chúng ta đang trung thành một cách mù quáng thì xin Chúa cứu chúng ta ngay, để chúng ta không có những cái quyết định mà chúng ta không sửa được bởi sự mù quáng của mình. Xin Chúa cho chúng ta sống ở trong cái khôn ngoan. Mà nếu trung thành mà khôn ngoan nữa thì chúng ta ích lợi cho nhiều lắm, nhiều người lắm. Thưa quý vị, như tôi nói, trung thành là một cái phẩm chất đáng quý, đáng tôn trọng. Nhưng nó cần có khôn ngoan để biết khi nào đưa ra những quyết định nào cho đúng đắn và những quyết định nào là những quyết định sai lầm. Thì ngay cả trong những cái điều mà dường như nó có vẻ không hợp lý, thì cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta hiểu biết được những cái yêu cầu dường như không hợp lý đó, thì cho chúng ta thấy được chúng ta không nên trung thành ở trong một chỗ nào đó. Trung thành nó cần có sự khôn ngoan, để rồi mình không có những cái quyết định dại dột cho mình. Có những người rất trung thành mà đứng trước những cái yêu cầu hoàn toàn không hợp lý mà mình vẫn trung thành. Đó là điều chúng ta cần phải suy xét lại ở trong cái sinh hoạt đời sống của mình. Có những cái dường như là mình cần phải gian dối cái gì đó mà mình vẫn trung thành với chỗ đó, thì thưa quý vị, xin Chúa cứu chúng ta. Xin Chúa cứu chúng ta trong cái thực tế đó. Câu số 7 như thế này: những người Israel ở bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đanh thấy quân lính Israel chạy trốn, Sa-u-l và ba con trai vua đã chết, thì bỏ thành mà trốn đi. Bỏ thành mà trốn đi. Người Philistine đến chiếm và ở trong các thành đó. Hôm sau, người Philistine lục soát những xác chết, thấy Saul và ba con trai vua đã chết ở trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột binh giáp vua và sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Philistine, trong các đền của thần tượng họ và toàn dân. Chúng để vũ khí của Saul trong đền thờ nữ thần Astarte và treo xác vua vào tường thành Bethsan. Đọc chỗ này mình thấy xấu hổ phải không? Saul sợ họ sỉ nhục mình. Nhưng mà bây giờ mình thấy cả một sự sỉ nhục. Không những cho Saul mà sỉ nhục luôn cả cho dân sự nữa. Chúng ta thấy một cái tình trạng hết sức là đau lòng ở tại đây. Cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ chúng ta một cách rất là đặc biệt. Xin lỗi quý vị nha, ở dưới đang ồn ào quá, cho nên nó hơi ồn chút xíu, quý vị chịu khó nha, để tôi xin xuống để tôi nhắc ở dưới chút xíu để cho nó bớt ồn lại. Rồi, xin lỗi quý vị, em trở lại. Ở dưới hơi ồn chút xíu. Chỗ này mình thấy rằng là thấy một sự nhục nhã mà Saul và giờ cả một vương quốc đang đối diện ở tại đây. Bài học này là bài học mặc dầu Saul sợ mất danh dự, nhưng mà cái danh dự chỗ này Saul mất thiệt luôn rồi, không còn gì phải sợ được nữa.
Sau khi dân Israel chạy trốn và Saul và các con trai của ông đã chết đó, thì quân Philistine cắt đầu và lột cả binh khí luôn, mình thấy không? Họ dùng cái cơ hội này để làm không những sỉ nhục Saul mà sỉ nhục mà luôn cả dân Israel bằng cách treo xác của Saul lên trên bức tường, cách rất là tỏ tường, sỉ nhục rất là tỏ tường. Và đây là một bài học mà chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót đến chúng ta. Làm thế nào để một danh dự của một nhà lãnh đạo và một dân tộc bị hủy hoại như vậy? Thưa quý vị, khi họ không bảo vệ được quốc gia của mình và không lãnh đạo một cách đúng đắn, Saul ở đây phải nói rằng là không những không bảo vệ được quốc gia của mình mà còn làm cho dân tộc của mình trở nên một cái sỉ nhục tỏ tường. Thưa quý vị, danh dự của cá nhân và tập thể rất là quan trọng. Đôi khi cái hậu quả của những cái thất bại nó có thể ảnh hưởng đến danh dự một cách lâu dài. Vì vậy chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta duy trì danh dự của chúng ta, bản thân của chúng ta và tổ chức của chúng ta qua cái hành động hay qua một cái tâm tình đầu phục Chúa, chứ đừng tiếp tục dựa vào khả năng, dựa vào những gì đó của mình để rồi chính mình bị sỉ nhục và dân sự của Chúa cũng sẽ bị sỉ nhục một cách tỏ tường. Saul không những bị cố gắng để bảo vệ danh dự của mình bằng cái con người của mình, nhưng thưa quý vị, dầu có cố gắng bảo vệ danh dự của mình bằng cái gì đó của mình mà không đầu phục Chúa thì chắc chắn cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải bị sỉ nhục tỏ tường, mà không những thế mà dân sự của mình cũng phải bị điều đó. Cho nên cầu xin Chúa thương xót đến chúng ta, nâng đỡ chúng ta một cách rất là đặc biệt ở tại đây, để hầu chúng ta thoát được khỏi cái việc mà tập trung quá nhiều về mình, để rồi mình không thật sự làm đúng cái trách nhiệm của một người lãnh đạo, mình không làm đúng cái trách nhiệm của một người lãnh đạo có những hành động chính trực. Nếu Saul có những hành động chính trực thì không đến cái mức độ này đâu. Nhưng bởi vì ông đã có những cái hành động quá sai lầm ở trong đời sống của mình, vì vậy nó trở nên một cái gì đó quá nhục nhã ở tại đây. Nếu Saul không tự sấn mình trên gươm và ông đi đến một cái chỗ nào đó thì cả cái người vác binh khí của ông cứu ông và đem ông đến một cái nơi nào đó thì có lẽ cũng không đến sự sỉ nhục tỏ tường như vậy. Nhưng bởi vì cái quyết định quá sai lầm của ông ngay tại lúc đó, để rồi chính ông cũng sẽ phải đối diện với những cái điều sỉ nhục này. Câu 11: nhưng khi người Gia-be ở Gala-át biết việc người Philistine đã đối xử với Saul, thì tất cả những dũng sĩ lên đường đi suốt đêm, họ hạ thi thể của Saul và các con vua khỏi tường thành Bethsan, rồi đem về Gia-be thiêu các thi thể tại đó. Họ lấy hài cốt chôn dưới cây liễu ở Gia-be và kiêng ăn trong 7 ngày. Cuối cùng lại thì mình cũng thấy có một cái gì đó trong sáng hơn ở tại đây từ người Gia-be. Người Gia-be ở Gala-át dầu không liên quan gì trực tiếp đến cái trận chiến này, nhưng họ đã dũng cảm đi lấy xác của Saul và các con trai của ông từ tay Philistine để về chôn cất tử tế. Họ đã bày tỏ lòng tôn trọng dành cho vua. Và vị vua này đã từng cứu họ khỏi tay người Ammon.
Như ở trong Samuel đoạn 11 thì mình nhớ điều đó. Vì vậy cái hành động này cho thấy cái tầm quan trọng của lòng biết ơn và sự tôn trọng đối với những người đã từng giúp đỡ mình, ngay cả khi họ đã thất bại. Trong trường hợp này, Saul đã hoàn toàn thất bại. Nhưng người Gia-be vẫn còn nhớ đến ơn mà Saul đã từng làm cho. Cho nên thưa quý vị, chúng ta cầu nguyện xin Chúa nâng đỡ cho. Nếu chúng ta có cái khả năng, có một cái đặc ân làm ơn được cho ai đó, cứ làm ơn đi. Lúc chúng ta thất bại thì họ sẽ là những người tìm đến chúng ta. Còn nếu chúng ta không có cái điều đó, phải nói những ngày đầu tiên của Saul được những cái đặc ân này. Vì vậy những ngày đầu tiên này mới có, chứ còn cái chuyện về sau này Saul hoàn toàn không có cái nếp sống này. Khi mà Chúa đã bỏ rồi, mà ông đã bỏ Chúa, khước từ Chúa rồi, không vâng lời Chúa nữa đó, thì ông không còn những cái làm những cái việc tốt lành này nữa. Nhưng cảm ơn Chúa, những gì ông đã làm trước đó cho đến ngày hôm nay. Nếu không có người Gia-be, ông không giải cứu người Gia-be lúc đó, thì trong hoàn cảnh này không biết ai sẽ là đối tượng đến đem xác của ông về để làm bớt đi cái sự sỉ nhục này. Cho nên cứ làm ơn cho mọi người đang khi còn có cơ hội, quý vị ơi. Cứ làm đi. Ai chê cũng được, ai trách cũng được, ai phiền cũng được, không cần, không thành vấn đề. Mình làm ơn cho người này, làm ơn cho người kia, bởi vì Chúa cảm động mình và mình làm. Cứ thế mà thôi. Còn miệng của người đời, người này nói cách này, người kia nói cách kia, tại sao không làm cách này, tại sao không làm cách kia, là miệng của người đời. Họ có quyền nói, không ai trong chúng ta cấm điều đó được. Nhưng chính mình hiểu được mình làm gì. Chính mình biết mình đang làm gì. Vì vậy hãy cẩn thận cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta. Cứ lấy ơn của Chúa để đầu phục Chúa, làm được cái gì cho người này người kia, là bởi vì mình không biết ngày mai của mình sẽ ra sao. Vì vậy khi chúng ta, người Gia-be này một lần nữa đã dạy chúng ta bài học biết ơn và trả ơn như thế nào, và đôi khi mình phải trả một cái giá để làm việc này, thì cũng sẽ phải trả cái giá để bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người đã từng làm ơn cho mình. Mặc dầu Saul là gì đối với người khác không thành vấn đề, nhưng đối với người Gia-be, Saul là người ơn của Gia-be. Thưa quý vị, trong cuộc đời tôi, mình làm ơn khá cho rất là nhiều người, mình không cần kể công. Nhưng mà vấn đề là đôi khi mình nhận lại toàn là những cái vâng ơn thì nhiều. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng chúng ta ngừng lại, chấm dứt không làm ơn. Nhưng chúng ta tiếp tục làm đi, là bởi vì trong cuộc đời của chúng ta cũng sẽ gặp những người làm ơn lại cho mình. Cho nên cứ tiếp tục sống ở trong cách Chúa gọi mình. Cho nên cảm ơn Chúa, người Gia-be đã nhắc nhở mình điều này, và cũng nhắc nhở chúng ta cả hai phương diện. Nếu có cơ hội làm ơn cho ai, hãy làm. Nếu có cơ hội biết ơn ai, hãy biết ơn người đó. Mặc dầu kể cả vấn đề phải trả một cái giá để đem xác Saul về, thì cũng phải làm điều đó. Đừng làm ngơ. Ở trong trường hợp này, người Gia-be làm ngơ cũng không ai quan tâm. Nhưng thưa quý vị, ở đây họ không làm ngơ trước cái hoàn cảnh như vậy, và cuối cùng họ đã quyết định họ làm. Cho nên lòng biết ơn và sự tôn trọng người khác là cái điều rất cần được duy trì ở trong đời sống của chúng ta. Dầu người đó đã qua đời hay là chưa qua đời, hay thành công hay thất bại, chúng ta không quan tâm. Miễn Chúa nhắc nhở chúng ta cần phải trả ơn, bày tỏ lòng biết ơn, thì hãy làm việc đó đang khi mình còn có cơ hội làm. Vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa, nhớ đến những người có những cái công ơn đối với mình, thì hãy bày tỏ điều đó đối với các con dân của Chúa, hoặc là ai đó đã từng làm ơn cho mình. Tóm lại, ở trong Samuel thứ
nhất đoạn 31 này cho chúng ta những cái bài học cũng rõ ràng về một vài cái khía cạnh quan trọng ở trong cuộc sống và đức tin của mình. Mình thấy câu chuyện của Saul, cuộc đời của ông, thất bại, sự thất bại của ông và sự thất bại của dân sự của Chúa, tức là dân Israel, cho thấy rằng cái sự lãnh đạo của Saul thật là yếu kém. Cái sự lãnh đạo yếu kém của ông không phải vì ông không có khả năng lãnh đạo, nhưng cái sự yếu kém này là bởi vì ông không tuân theo lời của Chúa và ông bất tuân mạng lệnh của Chúa. Cho nên sự lãnh đạo đích thực của chúng ta ngày hôm nay nó không phải là dựa trên khả năng, mà nó dựa trên những cái ngày tháng chúng ta sống kính sợ Chúa và đầu phục lễ thật. Vì vậy chúng ta sẽ trao dồi điều đó ở trong đời sống của chúng ta nếu ở trong cái phương diện lãnh đạo. Còn nếu không, chúng ta sẽ phải đối diện với sự thất bại không những cá nhân của mình mà cho cả một cái dân tộc và cho cả một cái tổ chức. Cho nên ước ao kêu gọi các dân sự của Chúa cầu nguyện cho những lãnh đạo của mình để họ tiếp tục kính sợ Chúa và đầu phục lễ thật, và thật sự sống theo lời của Chúa thay vì dựa vào khả năng của mình. Và thưa quý vị, mình thấy ở trong đoạn này những cái sự sợ hãi ngay trong chỗ tuyệt vọng thường đã dẫn đến cái chỗ mất lý trí và mất sự sáng suốt để rồi quyết định những cái quyết định rất là tồi tệ. Thậm chí cả vua Saul cho đến người vác binh khí ở tại đây đều có những cái quyết định rất là mù quáng, là bởi vì không có nhờ cậy Chúa, và những cái quyết định đó dẫn đến những cái kết quả rất là thê thảm sau đó. Do vậy thì chúng ta cảm ơn Chúa. Cuối đoạn thì chúng ta thấy điều gì? Lòng thương xót và sự tôn trọng của người Gia-be dành cho Saul. Và đây là cái điều rất là quan trọng mà chúng ta cần có ở trong đời sống của chúng ta. Hành động của dân Gia-be nhắc nhở chúng ta về cái giá trị về lực của lòng biết ơn và sự tôn trọng danh dự của một người nào đó. Và điều này không chỉ giúp chúng ta nhìn đúng lại vấn đề và giúp chúng ta làm đúng những việc cần làm để chúng ta bày tỏ cái lòng gọi là nhân ái của mình đối với mọi người ở trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cho nên chúng ta sẽ đọc lại đoạn Kinh Thánh này trước khi mình cầu nguyện chung với nhau. Vì vậy chúng ta nhìn ơn Chúa, nhờ ơn Chúa nhìn lại những thiếu sót nào đó của mình nếu có, và cần sửa lại điều gì ở trong từng vai trò của mình nếu có, từ trong gia đình, trong hội thánh, trong tổ chức. Xin Chúa dạy chúng ta những cái bài học lớn lao tại đây để chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống của mình. Mình đọc lại đoạn 31 này để mình kết thúc Samuel thứ nhất như sau. Bấy giờ người Philistine giao chiến với Israel. Người Israel chạy trốn trước mặt quân Philistine và nhiều người bị giết, ngã chết trên núi Gilboa. Người Philistine bám sát Saul và các con trai ông. Họ giết Jonathan, Abinadab và Malchishua, là các con trai của Saul. Thế trận trở nên khốc liệt cho Saul. Lính bắn cung nhận ra và bắn trúng vua nên vua bị trọng thương. Saul nói với người vác khí giới của mình: "Hãy rút gươm ngươi và đâm ta đi, kẻo bọn không cắt bì kia đến đâm ta và lăng nhục ta." Nhưng người vác khí giới không dám làm vì quá sợ hãi. Vì thế Saul lấy gươm và tự sắn mình trên mũi gươm. Khi người vác khí giới của Saul thấy vua đã chết thì cũng sắn mình trên mũi gươm mà chết theo. Như vậy Saul với ba con trai, người vác khí giới và tất cả những thuộc hạ của vua cùng chết trong ngày hôm ấy. Những người Israel bên kia thung lũng và bên kia sông Giô-đanh thấy quân Israel chạy trốn và Saul và các con trai của vua đã chết thì bỏ thành mà chạy trốn đi.
người Philistine đến chiếm và ở trong các thành đó. Hôm sau, người Philistine lục soát những xác chết, thấy Saul và ba con trai vua ngã chết trên núi Gilboa. Chúng cắt đầu Saul, lột binh giáp của vua và sai sứ giả đi báo tin mừng này khắp đất Philistine, trong các đền thờ của thần tượng họ và trong toàn dân. Chúng để vũ khí của Saul trong đền thờ nữ thần Astarte và treo xác của vua vào tường thành ở Bethsan. Nhưng khi người Gia-bê ở Galaad biết việc người Philistine đã đối xử với vua Saul, thì tất cả những dũng sĩ lên đường. Khi đi suốt đêm, họ hạ thi xác của Saul và các vua khỏi tường thành Bethsan, rồi đem về Gia-bê và thiêu các thi thể tại đó. Họ lấy hài cốt chôn dưới cây liễu ở Gia-bê và kiêng ăn trong 7 ngày. Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con vừa đọc xong Samuel, đặc biệt là Samuel thứ 31 này. Lòng chúng con trùng lại bởi vì thấy một người lãnh đạo suốt 40 năm đã thất bại một cách thê thảm. Và chúng con không biết tương lai của chúng con như thế nào. Nhưng điều chúng con học được đó là nếu chúng con không tiếp tục đầu phục Chúa thì cái kết cục của sự thất bại thê thảm này sẽ thuộc về chúng con. Nhưng chúng con sẽ có một cái kết cục vững vàng chắc chắn khi chúng con tiếp tục đầu phục Ngài và tuân theo sự hướng dẫn của Chúa và lẽ thật của Ngài. Vì vậy xin Chúa nâng đỡ chúng con, để chúng con hạ mình đủ, khiêm nhu đủ, đầu phục Chúa đủ để bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa. Ở trong cái vai trò của từng người, chúng con trước mặt Chúa và trước mặt dân sự của Ngài. Cảm ơn Cha vô cùng. Nguyện Chúa đồng hành với chúng con và tiếp tục ban phước cho chúng con khi chúng con bước qua Samuel thứ nhì trong những ngày tới. Chúa, Ngài tiếp tục sức giàu cho chúng con. Cảm ơn Cha vô cùng và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn tất cả quý tôi con Chúa. Kính hẹn lại quý vị Samuel thứ nhì.